Cùng với ngành du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế đã có những đóng góp tích cực trong việc liên kết các đơn vị du lịch trên địa bàn. Với những hoạt động thiết thực, Hiệp hội Du lịch đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu ẩm thực Huế, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch tỉnh nhà. Với vai trò của mình, Hiệp hội Du lịch đã tập hợp cả khách sạn, đơn vị lữ hành, khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, xây dựng và hoàn chỉnh những sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ du khách khi đến Huế. Nổi bật là Hiệp hội đã phối hợp tổ chức tổ các liên hoan ẩm thực tại các kỳ Festival Huế, Festival Nghề Truyền thống Huế, tập hợp được nhiều nghệ nhân ẩm thực, đầu bếp giỏi của nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế tham gia, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan thưởng thức. Qua các kỳ tổ chức Festival Huế, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế luôn đồng hành và đóng góp tích cực vào thành công chung, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội trước sự kiện văn hóa lớn có ý nghĩa đối với địa phương. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cũng được Hiệp hội quan tâm, phối hợp cùng Sở Du lịch tổ chức các đợt khảo sát thị trường khách mới, tổ chức đón những đoàn farm trip, chào đón các đoàn du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không, tàu biển, tích cực tham gia vào các gói kích cầu cho khách du lịch, góp phần nâng cao tần suất các chuyến bay mới Huế Đà Lạt, Huế Nha Trang. Với những nỗ lực của các đơn vị doanh nghiệp trong hiệp hội đã góp phần vào sự phát triển của du lịch tỉnh nhà. Hội du lịch có những đóng góp to lớn trong cái sự hình thành đạt được của chúng ta là có 3.8 triệu khách du lịch. Bên cạnh đó thì là các cái chương trình hội chợ từ Nhật Bản, Anh Quốc hay cả những nơi hay là Singapore, và đặc biệt là các hội chợ trong nước cũng được Hiệp hội Du lịch cùng với các cơ quan nhà nước tại tỉnh xúc tiến để mà tăng cường quảng bá cho du lịch Thừa Thiên Huế. Hiệp hội Du lịch luôn luôn là cái người mà đồng hành cùng với các hoạt động tổ chức của tỉnh trong các lễ hội. Tôi nghĩ rằng là cái sự đoàn kết có cùng có một tiếng nói chung cũng đã góp phần làm cho cái hiệp hội chúng ta càng ngày càng tiến bộ, và cũng đó chính là cái sự đóng góp thêm cho các hoạt động của cái xúc tiến quảng bá và phục vụ người khách ở trên Thừa Thiên Huế ngày càng tốt hơn. Đóng góp vào việc giữ gìn quảng bá ẩm thực Huế, Hiệp hội Du lịch tiến hành xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm bún bò Huế, một đặc sản ẩm thực đã được xác lập kỷ lục châu Á từ năm 2013. Đến nay đã phát triển và nhân rộng nhãn hiệu bún bò Huế tại 7 cơ sở trên địa bàn thành phố Huế, góp phần tăng uy tín cho thương hiệu ẩm thực cố đô. Hiệp hội tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ bảo hộ thương hiệu bún bò Huế trình Bộ Khoa học Công nghệ nghiệm thu giai đoạn 1 và lập phương án triển khai giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2019. Hiệp hội đã vận động thành lập câu lạc bộ hướng dẫn viên nhằm tập hợp lực lượng hướng dẫn viên tại Huế, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên tự do, góp phần hạn chế sự bất cập trong hướng dẫn du khách, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, đồng thời kết nối tạo môi trường giao lưu học hỏi về chuyên môn nghề nghiệp. Từ đầu năm, chúng tôi đã cùng với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ngồi lại với nhau để đưa ra những kế hoạch trọng tâm, trọng điểm phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là làm thế nào đó làm mới những sản phẩm chúng ta có, làm khác biệt những sản phẩm du lịch Thừa Thiên Huế để làm thế nào tăng cường công tác xúc tiến quảng bá. Năm 2018, Hiệp hội Du lịch Huế tiếp tục tập trung đi vào chiều sâu chất lượng, tiếp tục chú trọng nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ khách sạn, lữ hành, nhà hàng, cùng đồng hành tham gia những sự kiện du lịch của địa phương, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh.